Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử MC Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa sinh năm 1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Quỳnh Hoa có tên thật là Huỳnh Thị Quỳnh Hoa. Chị được biết đến là một trong những gương mặt MC nữ quen thuộc trong các chương trình truyền hình cũng như các chương trình âm nhạc với khuôn mặt phúc hậu cùng với giọng nói ngọt ngào. Quỳnh Hoa được rất nhiều khán giả hâm mộ và yêu mến. Bên cạnh đó, chị còn là một ca sĩ, một trong những thành viên của nhóm nhạc nữ Tam Ca Phù Sa. Hiện tại, ngoài công việc làm MC, chị còn là trưởng phòng quan hệ quốc tế của nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, đảm nhiệm tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật cho các bạn trẻ tại nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Một số chương trình mà chị đã dẫn: Hoa hậu phụ nữ Việt Nam, Hoa hậu điện ảnh Duyên dáng Việt Nam, 300 năm Thành phố Hồ Chí Minh, Nhịp cầu âm nhạc, Quà tặng trái tim, Những miền đất yêu thương, Tết làm điều hay, Lễ khai mạc SEA Games 22, Lễ trao giải Làn sóng xanh, Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Hàn, Việt Trung. Giải thưởng đạt được: Huy chương Vì thế hệ trẻ, Huy chương vàng Tiếng hát sinh viên toàn quốc. MC Quỳnh Hoa từng là cựu học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Học và Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị thi đỗ vào trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại. Khi còn là một cô sinh viên, trong một lần nhóm Quỳnh Hoa tự dàn dựng một chương trình để đi thi văn nghệ của thành phố. Trong lúc thực hiện, do không chọn được người dẫn chương trình nên Quỳnh Hoa đã tự ra dẫn, và cuối cùng cái nghề MC cũng đi theo Quỳnh Hoa. Từ đó, chị được ban giám khảo của cuộc thi, đó là anh Hữu Luân và anh Phạm Đăng Khương. Do cả hai anh thấy có chị có năng khiếu dẫn chương trình nên đã mời chị về cộng tác với nhà văn hóa thanh niên. Kể từ đó, Quỳnh Hoa gắn bó với nhà văn hóa thanh niên và nghề MC cho tới bây giờ. Chị đã trở thành một MC dẫn chương trình quen thuộc trên truyền hình HTV cũng như các sự kiện lớn. Chị cũng từng làm giám khảo cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình trên HTV. Và tới nay, hơn 20 năm làm trong nghề, chị đã tạo được ấn tượng trong lòng khán giả về một MC đầy tự tin và bản lĩnh, một ca sĩ duyên dáng và ngọt ngào, một trưởng phòng hết lòng vì công việc của tập thể. Quỳnh Hoa quen ông xã của mình khi vào năm cuối của trường đại học. Khi đó là vào năm 1994, chị đi thực tập ở một công ty tàu biển và ở đó chị đã gặp anh Hải và cũng là người chịu trách nhiệm hướng dẫn sinh viên thực tập. Rồi những lần trao đổi công việc hay cùng nhau ra cảng, ra sân bay xuất nhập hàng hóa, hai anh chị đã có tình cảm với nhau. Sau 3 năm yêu nhau thì hai anh chị chính thức nên duyên vợ chồng và 3 năm sau đó chị sinh cho anh một cô con gái đầu lòng, bé Vân Anh. Hiện tại bé Vân Anh nhà chị đã lớn và hiện học cấp 2. Với chị, bé Vân Anh luôn là nguồn động viên và là niềm vui lớn đối với chị. Do công việc của chị khá bận rộn, vừa làm công việc của một quản lý, vừa đi dẫn chương trình truyền hình, rồi thỉnh thoảng lại đi hát, nên chị thường phải thu xếp công việc mới có thời gian để chăm sóc cho gia đình. Gần đây, chị ít nhận sâu hơn để tập trung chăm sóc gia đình và đặc biệt là dành thời gian quan tâm đến việc học tập của cô con gái bé bỏng. Trong chuyện của Sao với MC Minh Đức, Quỳnh Hoa đã giải thích vì sao nói giọng Bắc nhưng lại nổi tiếng ở phía Nam, gốc miền Trung lớn lên ở miền Nam nhưng lại nói giọng Bắc. Là một gương mặt dẫn chương trình quen thuộc trên truyền hình cũng như các sự kiện lớn, Quỳnh Hoa đã tạo được dấu ấn trong lòng khán giả bởi sự tự tin, duyên dáng và ngọt ngào. Chị cũng là một giọng hát được nhiều người yêu thích của nhóm nhạc Phù Sa phiên bản mới. Thời thế thay đổi, nhiều sự thăng trầm biến đổi, nhưng trong suốt hơn 20 năm qua, hình ảnh của Quỳnh Hoa dịu dàng, nhiều cảm xúc vẫn xuất hiện đều đặn trên sóng truyền hình. Quỳnh Hoa đã tiết lộ, thời bé, chị vốn rất rụt rè, nhút nhát, không dám tiếp xúc ai. Tuy nhiên, nhờ tham gia sinh hoạt ở nhà văn hóa thiếu nhi mà chị đã trở nên dạn dĩ hơn. Khi trở thành sinh viên Đại học Ngoại thương, chị nằm trong ban chấp hành đoàn trường và tham gia tất thảy các phong trào văn hóa, văn nghệ. Cơ duyên đã đưa chị đến với công việc dẫn chương trình là năm 1994, lớp chị tự dàn dựng một chương trình để đi thi văn nghệ toàn thành phố. Do không lựa chọn được ai làm người dẫn chương trình đạt yêu cầu nên cuối cùng Quỳnh Hoa đã tự dẫn.
Quỳnh Hoa đã không ngờ lần ham vui, nghĩ gì nói đó đã giúp cho chị lọt vào mắt xanh của ban giám khảo là MC Hữu Luân và nhạc sĩ Phạm Đăng Khương. Quỳnh Hoa đã cho rằng chị may mắn bởi trước khi có cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình thì ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 3 gương mặt nữ dẫn chương trình là Minh Hương, Quỳnh Hương và Quỳnh Hoa. 3 gương mặt này cứ quay đi quẩn lại trên truyền hình và cứ thế chị mặc nhiên xem việc dẫn chương trình của mình là một công việc bình thường. Giao lưu với MC Minh Đức trong chương trình, Quỳnh Hoa còn tiết lộ một câu chuyện thú vị rằng gốc gác của chị không phải ở miền Bắc mà là ở miền Trung. Ba của chị là người Quảng Nam, ông tập kết ra Bắc, kết hôn với mẹ của chị là một cô gái Hà Nội. Năm 1976, gia đình của chị vào Nam lập nghiệp, Quỳnh Hoa đi học nói giọng Nam nhưng từ khi bắt đầu làm MC lại trở về nói giọng Bắc bởi cảm thấy tự tin hơn khi dẫn chương trình. Trước khi đến với công việc dẫn chương trình, Quỳnh Hoa từng có 8 năm làm việc tại công ty tàu biển, nhưng vì đam mê được đứng trên sân khấu, chị đã quyết định từ bỏ công việc để đi theo các đoàn hát, gánh tạp kỹ làm người dẫn chương trình. Quỳnh Hoa đã từng bị bạn bè mắng bởi vì học hành bao năm vất vả mới cầm trên tay tấm bằng đại học ngoại thương danh giá, nhưng cuối cùng lại bỏ ngang để đi làm người dẫn chương trình. Thời gian trước, tôi có dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty cũ. Bạn bè nói tôi khùng, nỗ lực học hành rồi bỏ nghề chuyển sang làm MC. Nhưng có lẽ máu làm nghệ thuật mạnh hơn máu làm kinh doanh. Tôi thích công việc MC hơn. Quỳnh Hoa nhớ lại quyết định táo bạo thuở trước. Mặc dù đã U50, nhưng ở chị vẫn không có nhiều sự biến đổi theo thời gian. Quỳnh Hoa cũng đã có một cô con gái 18 tuổi xinh đẹp là Vân Anh. Chị tiết lộ con gái cũng có máu nghệ thuật, nhưng khác mẹ một chút, đó là Vân Anh có năng khiếu hội họa, thích piano, guitar hơn là làm MC. Hiện tại, ngoài công việc MC, ca sĩ trong nhóm Phù Sa Quỳnh Hoa còn làm cán bộ đoàn. Trước đây, chị đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng văn hóa nghệ thuật của nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, chuyên tổ chức các hoạt động cho thanh niên thành phố. Từ đầu tháng 6 năm 2019, Quỳnh Hoa giữ vị trí phó giám đốc nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Với sự thay đổi cấp bậc từ trưởng phòng lên phó giám đốc, Quỳnh Hoa đã hài hước thú nhận chỉ phải đi họp nhiều hơn. Nhưng khi giữ vị trí kết hợp với công việc làm MC ca sĩ, chỉ có thêm điều kiện để kết nối với làng giải trí nhằm hỗ trợ cho nhà văn hóa thanh niên. Nơi đây đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình tập hợp gần 100 nghệ sĩ đến tham dự như Gắn kết yêu thương hoặc Ngày sân khấu Việt Nam. Nhà văn hóa thanh niên vốn là nơi để các tài năng trẻ tìm đến và chính bản thân Quỳnh Hoa đã trưởng thành từ nơi đây. Ngày nay, sự cạnh tranh của những sân khấu biểu diễn, trung tâm văn hóa, các chương trình truyền hình, mạng xã hội, Quỳnh Hoa đã thú nhận sợ bản thân tụt hậu nên không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân. Dạo trước, chị không nghe nhạc trẻ, nhưng gần đây thì phải nhờ có cô con gái gợi ý để tham khảo xu hướng ca sĩ, các ca khúc mới nổi. Quỳnh Hoa mong hiểu thế hệ ngày nay đang quan tâm điều gì để có thêm nhiều kiến thức ở trong nghề. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.